Xin kính chào quý cô chú anh chị và các bạn yêu lan trên mọi miền Tổ quốc. Em xin được giới thiệu, tên là Biểu, chuyên bán phong lan rừng tại Cao Bằng ạ. Và số điện thoại để cô chú anh chị liên hệ đặt hàng bên cơ sở lan rừng nhà em là 0849 490 188 ạ, hoặc 0396 164 604. Hiện tại là buổi tối của ngày hiện tại đang là buổi tối của ngày 23 tháng 4 ạ, năm 2024. Thì tối hôm nay bên cơ sở lan rừng nhà em có cập bến ngập nhà những cái dòng hàng lan đẹp ạ, đặc biệt là những cây giáng hương đuôi cáo, những cây lan hoàng nhạn tháng 8, hàng cực kỳ là đẹp với giá vô cùng là rẻ cô chú anh chị nhé. Và rất là nhiều những cái dòng hàng lan đẹp đang nụ khác đáng sưu tầm để giao lưu cùng cô chú anh chị và các bạn. Và bên cơ sở lan rừng nhà em có ship hàng toàn quốc, khi cô chú anh chị nhận hàng mình phải thanh toán trả tiền cho bên người phát hàng. Xem báo thì sẽ chưa bao gồm có phí vận chuyển. Và khi cô chú anh chị đặt hàng thì có thể gọi điện nhắn tin theo số điện thoại bên em vừa cung cấp ạ. Cước phí vận chuyển bên em được tính là từ 3 kg đổ lại, cước phí sẽ là 35.000 cho một đơn hàng. Mỗi 1 kg tiếp theo cước phí cộng thêm 5.000 nữa cho 1 kg tiếp theo ạ. Cước phí này thì sẽ được áp dụng cho tất cả các vùng miền Bắc, Trung, Nam trên toàn quốc nhé. Và sau đây em xin được điểm qua chi tiết từng mặt hàng, báo giá đến cô chú anh chị và các bạn những mặt hàng hiện tại bên cơ sở lan rừng em đang có ạ. Thì đầu tiên em muốn giới thiệu đến cô chú anh chị đó là những cây lan trầm tím hàng rừng. Đây là cái lô hàng tuyển chọn cực kỳ là đẹp luôn cô chú anh chị nhé. Hàng chi chít là nụ. Cây không quá dài, không quá ngắn. Đó, không quá dài, không quá ngắn đâu ạ. Đủ có thể cho cô chú anh chị những cái bông hoa thực sự rất là tuyệt vời và những mầm gốc rất là đẹp để cô chú anh chị mình có thể làm cây giống ấy cô chú anh chị này. Đó, nụ chi chít là nụ rất là đẹp như vậy nhé. Và cái dòng lan trầm tím hàng rừng mà thời điểm đang quá là đẹp để cô chú anh chị mình có thể được thưởng thức một mùa hoa thơm tuyệt vời của nó. Với giá tiền hôm nay em đang bán với giá chỉ có 350.000 cho 1 kg thôi cô chú anh chị nhé. Thì em cũng được xin phép được cáo lỗi và xin lỗi anh chị mà đã mua trước. Cái lô hàng hôm nay về em về một cái lô mới. Và cái lô này thì em nhập có giá có thấp hơn một chút xíu nên là em sẽ bán, xin phép được bán rẻ hơn một chút. Nên là cô chú anh chị nào mà đã mua cân 360.000 thì cô chú anh chị hết sức là thông cảm cho em cô chú anh chị nhé. Hàng hôm nay về thì thực sự là đẹp, rất là đẹp luôn. Nhưng mà lại giá lại rẻ hơn hàng của ngày hôm qua. Hàng này thì giá chỉ có 350.000 trong 1 kg thôi cô chú anh chị nhé. Hàng phải nói là đẹp xuất sắc luôn. Em bán ngay từ 0,2 kg rồi cô chú anh chị ạ. Đây ạ, tức là với số tiền rơi vào là 70.000 thôi để cô chú anh chị mình có thể có ngay những cái thân trầm, những cái cây giống, những thân hoa rất là đẹp như thế này. Cô chú anh chị mình thưởng thức cô chú anh chị nhé. Dạ, cô chú anh chị có thể cùng đếm cho em. Một cái giò trầm như vậy là cũng đủ thơm cả một cái không gian phòng cô chú anh chị rồi. À, cô chú anh chị mà lấy chỉ cần lấy một nửa cân thôi là thơm khắp phố luôn, phải nói như vậy. Còn nếu cô chú anh chị mình mà muốn lấy những cái chậu trầm thuần thì em cũng có luôn những cái chậu trầm đang thuần trong chậu rất là xinh như thế này này. À, cũng đang mầm gốc và cũng đang nụ như vậy cô chú anh chị nhá. Đây ạ. Đó. Thì một cái chậu trầm thuần sẵn xinh xắn đẹp đẽ như thế này, em đang để giá có 60.000 cho 1 kg thôi cô chú anh chị ạ. 60.000 thôi cô chú anh chị nhé. Với những cái chậu trầm đã thuần sẵn như thế này này, cô chú anh chị mình có thể dễ dàng trưng trên bàn làm việc hay là trong phòng khách hay trong phòng ngủ, tạo một cái không gian xinh đẹp và lại tỏa cái mùi hương rất là tuyệt vời đúng không ạ? Đang chuẩn bị đến cái mùa hoa rồi, 60.000 cho một cái cốc trầm như vậy cô chú anh chị nhé. Và tiếp sang bên này đây thì em muốn giới thiệu đến cô chú anh chị là hôm nay bên em về một cái lô kim điệp nhựa hay còn gọi là kim điệp thơm. Hàng phải nói là đẹp mê luôn cô chú anh chị ạ, những cái rễ rất là đẹp. Mà lại cực kỳ là rẻ nhá cô chú anh chị nhá. Bình thường em đang bán là 150.000 và lô hàng hôm nay về thì nó cũng rẻ hơn cô chú anh chị ạ. Bông hoa của nó này dày như là những bông hoa nhựa luôn. Mà độ bền của nó phải tầm trên 2 tháng, lại cực kỳ là thơm nhá cô chú anh chị nhá. Để cô chú anh chị nhìn cho em này. Bông hoa rất là dày luôn, cánh hoa dày cộp như thế này. Rất là bền hoa luôn mà lại cực kỳ là thơm ạ. Với dòng lan mà đủ những tiêu chuẩn đó là đẹp, bền, thơm để mà cô chú anh chị sưu tầm. Cô chú anh chị này. Đó, không khác gì những bông hoa nhựa luôn ạ. Đây là còn sót lại vài bông hoa. Đấy, vừa rồi thì nó cũng rất là sai hoa luôn. Hiện tại thì còn sót lại vài bông thôi ạ. Và giá của dòng lan kim điệp nhựa hay còn gọi là kim điệp thơm của ngày hôm nay ạ, em xin phép được bán với giá chỉ có 130.000 thôi cô chú anh chị nhé. Em mua hàng rẻ hơn thì em xin phép được bán rẻ hơn. Ở bình thường trước đây em bán là 150. Còn hôm nay thì giá sẽ là chỉ còn có 120.000, à 130.000 trong 1 kg thôi. Đó, và sang bên này đây thì em đang có những cây lan đùi gà tròn. Hàng gà tròn của vùng Cao Bằng cô chú anh chị nhé. Thời điểm bây giờ thì những nơi khác gà đã tàn hoa rồi. Tuy nhiên thì vùng miền bên em thì cái thời tiết nó khá là lạnh.
Nên là hiện tại thì vẫn còn đang có những cái bông hoa gà tròn nở nở rộ. Thân thì như là gà dẹt luôn, cô chú anh chị ạ. Nhưng mà hoàn toàn khi mà nở hoa, cô chú anh chị có thể thấy là họng nhung rất là đẹp như thế này của mặt bông đùi gà tròn. Cái mặt bông kể cả đậm, sắc đậm hay là sắc tím phớt nhạt ở sắc tím ở cánh cũng đều rất là tuyệt vời đúng không ạ? Mặt bông gà rất là đẹp và bền hoa nhé cô chú anh chị nhé. Đó, thì cái dòng lan đùi gà tròn này này, đẹp lắm luôn đấy cô chú anh chị, cái sắc màu, cái sự phối màu rất là tuyệt vời của dòng hoa đùi gà. Mà lên giò khi mà nở hoa tại trên giò thì rực rỡ vô cùng luôn ạ. Và một cái chậu là 1 kg của gà tròn này em đang bán với giá chỉ có 180.000 cho 1 kg thôi cô chú anh chị nhé. Và hàng đã cắt tỉa hết rồi. Đó, cắt tỉa rất là sạch sẽ rồi. Hoặc cô chú anh chị mình có thể chọn theo dề ở đây cho em. Thì em cũng có những cái dề mà cô chú anh chị mình có thể lựa chọn theo dề này. Đầu tiên thì em có một cái dề kiều vuông mỡ gà. Đó, kiều vuông mỡ gà ở chỗ em thực sự rất là hiếm hoi luôn, một cái dề kiều. Mà hiện tại thì em thấy là đang một cái nụ bự chảng bự bự ở đây này. Một dề xanh mướt như thế này này cô chú anh chị. Không biết là sau nó còn có thêm nụ nữa hay không, nhưng hiện tại em đang thấy có một nụ ở đây đấy nhá. Cái dề này, dề kiều mỡ này, em bán kèm với hàng cô chú anh chị nào mà muốn sưu tầm ấy ạ. Xin phép em bán dề này với giá là 30.000 cô chú anh chị nhá. Dề kiều mỡ gà này, 30.000 cho dề này. Đó, và đang có một cái nụ rất là xinh ở đây. Và bên này sẽ là những cái dề đùi gà tròn này. Đùi gà tròn. Đây là một cái lô gà tròn mà đang có hai dề chứ. Chỗ này là hai dề cô chú anh chị ạ. Hai dề mà mỗi một dề nó có khoảng tầm 3 cái thân hoa cơ. Đó, 2 3 cái thân hoa cơ. Riêng cái chỗ này mà nở trên cây thì thực sự là nở trên chậu thì thực sự nó quá là tuyệt vời. Thì hai dề gà này. Hai dề gà này em xin phép được bán nó với giá chỉ có 95.000 nhá cô chú anh chị nhá. 95.000 cho hai cái dề gà này gọi là hình số 1 đấy ạ. Hình tiếp theo là hình số 2, phải nói là một siêu phẩm. Thực sự là hiếm khi mà có một cái dề gà tròn của vùng Cao Bằng mà nó to, khỏe như thế này cô chú anh chị nhé. Thân to như là cái ngón tay luôn cô chú anh chị ạ. Thân to đùng bằng cái ngón tay cái luôn. Cực kỳ là mập. Một cái dề trung gốc, không khác gì hàng thuần luôn nhé cô chú anh chị nhé. Và cái dề này em xin phép được bán nó với giá là 350.000 để cô chú anh chị về làm tác phẩm, làm cái giò lan chấn vườn. À, tại vườn của nhà mình ạ. Một cái dề mà thân to này, thân nào thân đấy, dài đều và gần như to bằng cái ngón tay cái, cực kỳ là mập đẹp luôn. Đó, 350.000 cô chú anh chị nhé. Và sang hình tiếp theo sẽ là cái hình số 3. Hình số 3 cũng là một cái dề thân rất là mập. Cái hình số 3 này em xin phép được bán với giá chỉ có 150.000 thôi cô chú anh chị nhé. 150.000 thôi cho hình số 3. Và sang hình tiếp theo sẽ là hình số 4 ạ. Một cái dề mà hoa đang nở rộ chi chít luôn như thế này này. Và bông hoa to đùng luôn. Như em đã nói cô chú anh chị là hoa của gà quê em nó rất là to cô chú anh chị ạ. Đây ạ, như cái bông gà này nó nếu mà nó không bị nó mà không bị mất cánh thì gần như là chiếm trọn cả lòng bàn tay của em luôn cô chú anh chị ạ. Bông hoa rất là to luôn cô chú anh chị nhá. Đây. Và cái dề gà hình số 4 này em xin phép được bán nó với giá là 95.000 cho dề này nhá. Và sang hình tiếp theo là hình số 5 ạ. Hình số 5. Hình số 5 là hai dề cô chú anh chị ạ. Hai dề. Và cũng với hai cái sắc màu hoa nó khá là khác nhau. Một cái dề đậm hơn và một dề nhạt hơn cô chú anh chị nhá. Mỗi cây mỗi vẻ. Đó, cái bông hoa rất là to. Hai cái dề gà hình này xin phép em được bán với giá là 160.000 cho lô gà này nhá. Và tiếp sang bên này đây thì em muốn giới thiệu đến cô chú anh chị đó là cái dòng lan hoàng thảo thập hoa. Hoàng thảo thập hoa thì đang chuẩn bị đi vào mùa hoa nhé. Thân nào thân đấy căng mướt nuột nà luôn ạ. Xin phép em được bán cái hoàng thảo thập hoa này với giá là 120.000 trong 1 kg thôi ạ. Hoặc cô chú anh chị mình cũng có thể chọn theo dề hình ở đây cho em này. Cô chú anh chị này, xin phép em giới thiệu nhanh đến cô chú anh chị. Hình này gọi là hình 64 ạ. Hình 64 một cái dề phải hơn chục thân hoa. Em bán với giá là 80.000 này. Hình số 63 với giá cũng 80.000. Và hình số 62 một cái dề thân rất là dài, căng mướt luôn cô chú anh chị ạ. Hứa hẹn chắc chắn là sẽ rất là tuyệt vời. Với giá em đang bán là 90.000. Và hình tiếp theo sẽ là hình số 61. Hình số 61 cái dề này quá nhiều thân hoa luôn, hơn chục thân hoa. Giá em đang bán là 80.000 ạ. Và sang bên này đây thì em muốn giới thiệu đến cô chú anh chị đó là những cây lan hài. Đây là những cây lan hài vệ nữ hay còn gọi là tiên hài nhá cô chú anh chị nhá.
Và một cái giò lan 1 kg của dòng lan Hải Vệ Nữ này em đang bán với giá chỉ có 80.000 trong 1 kg thôi ạ. Một cái dòng lan phải nói rằng là so với các cái loại lan khác, hài khác nó không kém cạnh bất cứ một cái loại lan nào đâu cô chú anh chị ạ. Cái cây lan Hải Vệ Nữ này khẳng định rằng không kém cạnh bất cứ một cái mạ bông màu hoa Hải Vệ, một mặt bông nào. Bông hoa to nhé cô chú anh chị nhé, cũng rất là xinh như vậy. Và cái dòng này thì không chỉ chơi hoa đẹp mà chơi thân lá cũng tuyệt vời luôn. Thì 1 kg của dòng lan Hải Vệ Nữ này với giá chỉ có 80.000 thôi cô chú anh chị ạ. Dễ thuần, dễ chăm, đẹp ngay từ thân lá và hoa cũng đáng chơi cô chú anh chị nhé. Cái thân lá khá là cao dài. Lá cũng đáng chơi, với 0,5 kg em khẳng định cô chú anh chị phải làm được ít nhất là hai giò to bự chảng. Đấy, 0,5 cô chú anh chị mình có thể được một cái lượng hàng rất là nhiều như thế này cô chú anh chị nhé. Thoải mái cho cô chú anh chị trồng hai giò to đùng luôn. Và sang bên này đây thì em muốn giới thiệu đến cô chú anh chị đó là những cây cây lan hoàng nhạn tháng 8 nhé cô chú anh chị nhé. Em nghĩ rằng là chắc chắn rằng là rất là nhiều anh chị đều muốn sở hữu những cây lan nhạn tháng 8 đúng không ạ? Đều muốn sở hữu những cây lan nhạn tháng 8, hàng này là hàng gieo hạt. Tuy nhiên thì đảm bảo cô chú anh chị rằng sẽ ra hoa chuẩn vào tháng 8 cô chú anh chị nhé. Chuẩn là hoa hoàng nhạn tháng 8. Mỗi một cây đã rất là to rồi cô chú anh chị này. Đó, mỗi một cây đã rất là to. Thì em thấy nhiều nơi người ta bán mỗi một cây, mỗi chậu như thế này hơn 400.000. Đấy, còn ở đây hiện tại bên em đang để giao lưu cùng cô chú anh chị. Nếu cô chú anh chị nào mà yêu mến cái dòng hoa nhạn tháng 8, chắc chắn đều có thể sưu tầm sở hữu nó. Những cây lan rất là đẹp như thế với giá chỉ có 250.000 cho một cây thôi cô chú anh chị nhé. Và mỗi một cây sẽ là rơi vào ít nhất là 5 cặp lá. Cô chú anh chị nhìn cho em ạ. 5 cặp lá và hàng không lỗi nhé cô chú anh chị nhé. Hàng không lỗi. Em có một cây to nhất duy nhất ở đây này. Cây to hơn duy nhất ở đây. Đó, cây to hơn to nhất duy nhất ở đây thì em xin phép được bán 280. Còn lại thì tất cả những cây bên này thì đều như nhau cô chú anh chị ạ. Đó, đều na ná như nhau như vậy. Với giá tiền em xin phép nhắc lại là 250.000 cho một chậu cô chú anh chị nhé. Đó, cô chú anh chị này, em gang tay. Gang tay của cô chú anh chị có thể tưởng tượng ra này. Khó quá nhỉ. Nói chung là cũng rất là cao và rất là đẹp luôn đấy cô chú anh chị. Chứ không hề nhỏ đâu. Cây này có thể là năm mùa hoa tới này cũng có thể có khả năng là cho hoa luôn rồi đấy ạ. Cây rất là cao lớn và đẹp rồi. Rất là to rồi đấy cô chú anh chị. Về cô chú anh chị có thể sang chậu, sang một cái chậu khác to hơn là rất là tuyệt vời rồi. Và tiếp sang bên này đây thì hôm nay em vừa cập bến một cái dòng lan vũ nữ mà phải nói là cực kỳ là độc đáo và đẹp. Đó là dòng lan vũ nữ Mitonia cô chú anh chị nhé. Dòng lan vũ nữ Mitonia mà mỗi một cái chậu lan này thì chi chít là vòi hoa luôn. Em đang đếm cô chú anh chị là bao nhiêu vòi hoa đấy. 1 này, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nói chung là từ 7 vòi hoa trở lên cô chú anh chị nhé. 7 vòi hoa trở lên. Cô chú anh chị khi mà sở hữu những cái giò lan vũ nữ Mitonia này thì thực sự là cô chú anh chị sẽ có một cái tác phẩm rất là đẹp luôn ạ. Đó, chắc chắn là cô chú anh chị sẽ có một cái giò lan phải đẹp hơn cái chậu lan này cô chú anh chị nhé. Cái dòng lan vũ nữ Mitonia bông hoa của nó rất là to. Cái kích cỡ của nó khi mà nó nở hoa ấy phải đạt ít nhất là từ cái độ to của nó phải trên 5 cm cô chú anh chị ạ. Và cô chú anh chị có thể thấy là cái cánh hoa của nó này, cái nhụy hoa của nó rất là đặc biệt cô chú anh chị ạ. Nhìn như là cái đuôi công ấy, nhìn hình ảnh như là một con công ấy, nó không nổi mà như là cái vẽ trên một cái bông hoa. Mà nhìn như vậy nhưng mà lại rất là thơm. Đó, với dòng lan vũ nữ rất là tuyệt vời mà đáng sưu tầm cô chú anh chị nhé. Cũng rất là dễ thuần, dễ chăm. Hàng nhà em vứt lăn lông lốc ở trong vườn ấy, cây nó vẫn không chết được. Không chăm cái gì mà cây nó vẫn không chết cô chú anh chị nhé. Mà đến mùa vẫn cho hoa cực kỳ là đẹp. Đấy, dòng lan vũ nữ Mitonia này. Thì một cái chậu lan vũ nữ Mitonia như vậy em xin phép được bán giao lưu của cô chú anh chị là 140.000 cho một giò cô chú anh chị nhé. Hoa vừa đẹp vừa thơm cô chú anh chị. Khi mà sở hữu một cái chậu như vậy cô chú anh chị để trong phòng khách thì quá là xinh đẹp đúng không ạ? Quá là xinh đẹp luôn cô chú anh chị này. Với chậu lan vũ nữ Mitonia cao đẹp và rất là nhiều cái vòi bông như vậy. Bên này đây thì em còn có duy nhất một cái chậu lan vũ nữ Socola Baby. Một cái mặt bông cũng rất là yêu cô chú anh chị ạ. Xin phép em bán cái chậu vũ nữ Socola Baby này với giá tiền chỉ có 120.000 thôi cô chú anh chị nhé. Nói chung là dòng lan vũ nữ thì nó có một cái điểm đặc biệt nổi trội so với những cái dòng lan khác. Đó là nó có thể cho mình hoa quanh năm. Xin nhắc lại là Mitonia ít nhất là 7 vòi bông trở lên cô chú anh chị nhé. Đảm bảo cô chú anh chị là mỗi một chậu sẽ là một cái tác phẩm tuyệt vời. Và hàng đang nụ để cô chú anh chị mình có thể đảm bảo là được thưởng thức hoa trọn vẹn. Và nó lại là cái mã màu là mã màu đỏ rất là rực rỡ nhé cô chú anh chị nhé. Đây này, đây là những cây mà nụ khá là lớn. Cô chú anh chị có thể thấy cái sắc đỏ của nó rồi đấy ạ.
Và tiếp sang bên này đây thì em muốn giới thiệu đến cô chú anh chị một cái lô cái cây gì đây nhỉ? Một cái cây địa lan quân tử, một cái lô địa lan quân tử phải nói là siêu phẩm. Chưa từng có, gần hình như là em bán bao nhiêu cái lô địa lan quân tử từ trước đến nay rồi, em chưa thấy có một cái lô nào mà đẹp như thế này, to và đẹp như thế này cô chú anh chị nhá. Mỗi một cái chậu địa lan quân tử to khủng, nhiều cặp lá, và chắc chắn rằng đến mùa hoa tới sẽ là những cái bông hoa rất là tuyệt vời cô chú anh chị ạ. Đây, cây lá to hơn cái bàn lòng bàn tay của em và rất nhiều cặp lá đẹp như thế này cô chú anh chị nhá. Phải nói là một cái lô quá là xuất sắc ạ. Thì em xin phép được bán một cái cây như vậy với giá tiền chỉ có 75.000 nhá cô chú anh chị nhá. 75.000 cho một cái cây địa lan quân tử. Cô chú anh chị lấy cái dòng địa lan quân tử này này. Ngoài cái ý nghĩa phong thủy rất là tuyệt vời, nó còn tạo ra một cái không gian xanh ạ, tạo không gian xanh và mang ý nghĩa phong thủy rất là tuyệt vời. Và đặc biệt là cây địa lan quân tử này, khi mà cô chú anh chị trồng trong nhà, nó có thể giúp mình loại bỏ những chất khí độc hại trong không khí và loại bỏ ngay cả những tia sóng từ điện thoại hay tivi, tạo ra một cái không gian, một cái môi trường thực sự rất là tuyệt vời cho những thành viên trong gia đình cô chú anh chị nhé. Đẹp lá và mang nhiều tác dụng, và cái hoa của nó thì cũng rất là tuyệt vời cô chú anh chị ạ. Đó, thì một cái cây địa lan đẹp như vậy mà giá chỉ có 75.000 thôi cô chú anh chị nhá. Một cái lô hàng cây địa lan quân tử cực kỳ là to luôn cô chú anh chị ạ. Rồi ạ, tiếp sang bên này đây ạ. Tiếp sang bên này đây thì em muốn giới thiệu đến cô chú anh chị, đó là những cái chậu lan đùi gà dẹt. Hàng này thì đã thuần sẵn trong chậu như vậy rồi. Cái mã màu gọi là gà dẹt, nhưng mà vừa rồi thì có những cái bông nó nở hoa ấy, không cũng là cái hàng họng nhung của cái dòng gà tròn ấy, hoa rất là xinh luôn cô chú anh chị ạ. Thì một cái chậu lan gà dẹt hiện tại đang lên mầm rất là xinh như thế này, em đang bán với giá chỉ 100.000 thôi. Và tiếp sang bên này đây thì em đang có hai cái chậu, đây là hai cái chậu hoàng thảo chuỗi ngọc nhá, bình thường em bán 150.000, hàng đang lên mầm rất là nhiều luôn cô chú anh chị ạ. Giá trên thị trường người ta bán hàng cân không dưới 180, thì hiện tại em để hai chậu này với giá mỗi một chậu chỉ có 120.000 cô chú anh chị nhé. 120.000 cho một chậu thôi. Và bên này là một cái chậu lan thanh đạm sữa với giá 100.000. Và bên này đây thì em muốn giới thiệu đến cô chú anh chị, đó là những cái cây lan hài. Hàng đã trồng thuần sẵn trong chậu như thế này rồi. Cái dòng lan hài, cô chú anh chị nhìn cho em, đây là cái mặt bông vô nữ Mitonia. Nó nhìn cái nhụy của nó giống như là cái con hình ảnh con công ấy, đúng không ạ? Như hình ảnh của một vũ công đang múa ấy, mà nó như là vẽ ở trên cái bông hoa này, nó không nổi, mà không nổi nhụy như những dòng hoa khác, mà nó như là kiểu như là đang vẽ ở trên cái cánh hoa ấy cô chú anh chị, mà lại rất là thơm đó, nhìn vậy mà lại rất là thơm luôn. Còn bên này là những cây lan hài này, đây là cái dòng lan hài hài gì đây nhỉ, hài đây là sẽ là hài Henry nhé cô chú anh chị nhé. Đây, mặt bông hài Henry đấy ạ, mang hình dáng chiếc hài màu hồng rất là xinh như vậy. Một chậu lan hài Henry này với giá là 100.000. Hài Cosi này cô chú anh chị này, những chậu lan hài Cosi xanh mướt như thế này, Henry hay là Cosi đang chuẩn bị đến mùa hoa thôi, giá là 110.000 cho một chậu. Và sang bên này đây thì em muốn giới thiệu đến cô chú anh chị, đó là cái dòng lan, đó là cái dòng lan Dendro lá biên. Dendro lá biên cô chú anh chị nhé. Một cái dòng lan Dendro lá biên, hoa vàng họng đen ạ. Hoa vàng họng đen. Và một cái dòng lan không chỉ chơi thân lá mà chơi hoa rất là tuyệt vời. Giá trên thị trường người ta bán một chậu như thế này, một chậu hai thân như vậy là giá là 300.000 cô chú anh chị nhé. Chú anh chị có thể thấy ở đâu nhỉ? Giá 300.000 cho một chậu. Đây cô chú anh chị nhìn thấy ạ, là 300.000 cho một chậu đấy ạ. Thì ở đây hiện tại em đang có những chậu này, một cái chậu là hai thân mập nú với giá tiền chỉ có 180.000 thôi cô chú anh chị nhé. Với dòng lan mà không chỉ đẹp hoa mà đẹp ngay từ thân lá, với giá tiền chỉ có 180.000 cho một cái chậu Dendro như vậy. Và bên này đây sẽ là một cái mã màu Dendro mà hoa siêu to khổng lồ. Thực sự là em bán Dendro xuân từ trước đến nay chưa bao giờ em gặp một cái cây Dendro xuân mà hoa nó to khổng như vậy. Hoa nó to phải đạt đến khoảng 5-6 cm cho một cái bông hoa ấy, cái độ to của nó to khủng luôn cô chú anh chị ạ. Hiện tại cây đang lên mầm gốc và em bán cây giống của chú anh chị nhá. Cây giống này, hàng này xin phép em bán với giá là 70.000 cho một chậu như vậy. Và bên này cũng là những chậu lan Dendro xuân này cô chú anh chị này. Chậu Dendro xuân ở đây ạ.
Thì ở những cái chậu đen đô xuân rất là sum suê như thế này, em xin phép được bán với giá là, mỗi chậu lan như vậy với giá là 150.000 cho một giò nhé. À, tiếp sang bên ở đây sẽ là những cái cây lan. Hàng này sẽ là những cái cây lan gì đây nhỉ? Đây là những giả hạc Hawaii cô chú anh chị ạ. Chậu này thì em nghĩ rằng là không biết là Hawaii hay là cái cây chớp Mỹ đó. Tại vì ở đây hiện tại em đang thấy là cái bông này chớp rồi cô chú anh chị ạ. Khả năng là chậu chớp Mỹ hơn. Mầm gốc lên mập nú luôn. Và chậu này xin phép được bán với giá 80.000. À, bình thường cái chậu chớp Mỹ như thế này là hơn 100.000 luôn cô chú anh chị nhá. Đấy, em nghĩ rằng cái chậu này sẽ là chậu chớp Mỹ rồi, bởi vì cái bông của nó là chớp rồi, mầm gốc to nú với giá 80.000. Còn bên này đây sẽ là giả Hawaii này cô chú anh chị này. Giả Hawaii. Cái chậu lan giả Hawaii cũng đang lên mầm gốc xanh mướt như vậy, với giá em bán là 80.000 cô chú anh chị ạ. Hàng đang mầm, chủ yếu em bán hàng mầm thôi nhá. Và bên này đây sẽ là những cái chậu lan sơn thủy tiên ạ. Thơm nức mũi luôn cô chú anh chị. Thực sự là những cái bông lan sơn thủy tiên này rất là thơm. À, hiện tại em đang đứng ở ngồi ở đây với cái không gian đang có những cái cây lan sơn thủy tiên nở như thế này. Và nhà em cũng đang ở đây, khi mà em mở cửa ra thì cả một cái mùi hương lùa vào trong nhà cô chú anh chị ạ, rất là thơm luôn. Thì ở đây em đang có một cái chậu lan sơn thủy tiên hàng thuần sẵn trong chậu rất là xinh như thế này này cô chú anh chị. Mầm gốc đang lên và nhiều giả hành căng mướt luôn nhé cô chú anh chị nhá. Cái cần hoa này nó bị gãy rồi, tuy nhiên thì nó vẫn là chuẩn hoa của cái cây này. Và dòng sơn thủy tiên họng nâu đen, rất là đen luôn đó, cô chú anh chị này. Chậu này xin phép được bán với giá 220.000 mà nó lại lên rất là nhiều mầm luôn đấy cô chú anh chị. Nhiều mầm gốc luôn nhé cô chú anh chị nhá. À, và bên này đây thì em cũng có một cái chậu lan sơn thủy tiên mà hàng thuần sẵn ở nhà em ấy ạ. Này, bông hoa to đùng căng mướt luôn như thế này này. Vẫn còn có hai cái thân đang nụ. Và giò này em cũng xin phép được bán nó với giá là 290.000 cho chậu lan sơn thủy tiên này. À, còn bên này đây thì em đang có những dề lan sơn thủy tiên cô chú anh chị mình có thể cùng em chọn này. À, còn ít hình nữa thôi và sẽ bán rẻ sập sàn cho cô chú anh chị mình với cái mã màu cực kỳ là đẹp, một cái dòng sơn thủy tiên hàng họng nâu đen nâu đỏ. Cô chú anh chị tranh thủ những phiên cuối cùng này để chọn cho mình những dề sơn thủy tiên sưu tầm đó. Cái họng rất là đẹp như thế này cô chú anh chị nhé, họng cực kỳ là nâu đẹp, đen đẹp. Hình này em gọi là cái hình số 6 đấy ạ, xin phép em được bán hình này với giá chỉ có 320.000 thôi cô chú anh chị nhé. Gọi là hình số 6, 320.000. Mới giả hành một cái dề mà thân mập nú và rất là nhiều thân hoa như vậy. Hình tiếp theo sẽ là hình số 7 này. Hình số 7. Mới dề mà thân nào thân đấy căng mướt, đẹp, dài và cực kỳ là chất lượng như thế này. Đó, đây là cái mặt hoa của nó này cô chú anh chị. Đó, cái họng của nó rất là mê cô chú anh chị ạ. Cái hoa vàng đậm nhé cô chú anh chị nhé. Cái họng nâu đen rất là tuyệt vời như vậy. Và cái dề này xin phép em bán với giá là 300.000 này cho hình số 7 này. Và sang hình tiếp theo sẽ là hình số 8, một cái dề cực kỳ là nù, siêu nặng cân, bán xả lỗ của chính chị nhá. Bán xả lỗ dề nù này với giá là 360.000 đi cô chú anh chị. Và sang hình tiếp theo ạ là hình số 9. Hình số 9 một cái dề cực kỳ là đẹp. Một cái tác phẩm tuyệt vời luôn ạ. Dạ. Cô chú anh chị nhìn cái họng của nó, cái mắt à, cái họng của nó đẹp chưa cô chú anh chị? Ngoài nâu đỏ thì nó còn có tia chớp chớp lên nữa. Rất là đẹp như thế này. Cái họng của nó ấy cô chú anh chị. Nhìn này. Và cái dề rất là bự đẹp này. Xin phép em được bán với giá là 600.000 cho dề này nhá. Một cái dề rất là to, khỏe và đẹp luôn. Và sang hình tiếp theo sẽ là hình số 10 ạ. Hình số 10. Hình số 10 cũng là một cái dề rất là nhiều giả hành. À, cái họng nâu đỏ cũng rất là đẹp như vậy. Cái hình dề hình số 10 này em xin phép được bán với giá luôn là 380.000. Một cái dề rất là to như thế này nữa, 380.000. Giá này mà đầu mùa là không có đâu cô chú anh chị nhé. Đầu mùa dề như thế này không bao giờ có giá 380.000 đâu ạ. Và sang hình tiếp theo sẽ là cũng là một cái siêu phẩm này. Một cái dề rất là tuyệt vời như vậy, đang hoa chi chít luôn. Cái họng nâu đỏ cực đẹp như thế này. Và dề này thì quá nhiều giả hành đẹp như thế. Và em xin phép được bán cái dề này với giá là 600.000. Và sang hình cuối cùng là cái hình số 12. Hàng này cũng chuẩn mặt hoa nhưng mà hiện tại hoa tàn rồi nhá. Xin phép em được bán với giá là 200.000 cho dề này. Và tiếp sang bên đây thì cô chú anh chị nào yêu mến cái dòng dáng hương đuôi cáo của vùng Cao Bằng, cô chú anh chị cùng em ngắm và lựa chọn nhá. Một mùa ghép dáng hương đuôi cáo cực kỳ là tuyệt vời trong năm. Một cái dòng hàng mà phải nói là đẹp nhất trong tất cả những cây lan của vùng Cao Bằng quê em ạ. Cái hình này em gọi là hình số 13 nhé cô chú anh chị nhé.
Hình số 13 là em đang có một cái hình gồm có 3 cây. Bên này là một cây mẹ con này, cây mẹ đang nụ xanh biếc luôn cô chú anh chị ạ. Nụ xanh biếc luôn nhá. Và cây bên dưới này là cây số 2. Cây này thì siêu đẹp luôn cô chú anh chị ạ, hàng lá xếp thẳng tăm tắp như thế này. Đó, cây này thì cũng có hai nụ đấy ạ, nhưng mà tuy nhiên thì hai nụ nó hỏng nhá cô chú anh chị nhá. Giờ này cô chú anh chị về trồng và chậu mà chăm được thì quá là một cái tác phẩm quá là đẹp. Xin phép em bán hình này 200.000. Và sang hình tiếp theo sẽ là, nói chung là em có cả những cái hình nó rất là rẻ cô chú anh chị ạ, những cái cây mà nó không có xếp đẹp thì chắc chắn là sẽ rất là rẻ luôn đây cô chú anh chị. Nhìn cho em cái hình này, em gọi là cái hình số 29 này. Hình số 29 nhá cô chú anh chị nhá. Hình này có 5 cây mà có những cây nó cũng đang nụ rất là tuyệt vời như thế này rồi. Với giá hình này em chỉ bán có 150.000 thôi đấy cô chú anh chị. 150.000 thôi nhá. 5 cây rất là to luôn rồi. Và nụ nhá cô chú anh chị nhá. Đây. Cây rất là khỏe. Hàng cáo bắp cây rất là khỏe như thế này. Chỉ có 150.000 thôi ạ. Và sang hình tiếp theo sẽ là hình số 28 này. Hình này 6 cây và với giá chỉ có 140.000 thôi. Tươi mướt như vậy. Và hình số 27 này cũng là hình 5 cây. Nó đảm bảo là những cái hình cáo này thì cô chú anh chị chơi hoa đẹp luôn nhé cô chú anh chị nhé. Đấy, nụ này, nụ chưa quá dài. Cô chú anh chị mình có thể được thưởng thức hoa tuyệt vời. Hình này em bán với giá có 130.000 thôi ạ. Và sang hình tiếp theo sẽ là hình số 20. Hình này cũng là 5 cây này. Xin phép em bán hình này với giá chỉ có 130.000 nốt nhé cô chú anh chị nhé. Cũng có những cây lá xếp này, nụ này cô chú anh chị này. Và sang hình tiếp theo sẽ là hình số 25. Hình số 25 này cũng là hình 5 cây đấy ạ. Và cũng là những cây đang nụ rất là đẹp, mà trong đó có cả cây mẹ con này cô chú anh chị này. Cây mẹ cây con luôn này, rất là xinh này. Đó, cũng là những cây cáo xếp như vậy, 5 cây này. Và hình này em bán với giá cũng sẽ là 140.000. Và sang hình tiếp theo sẽ là hình số 24. Hình số 24 là 3 cây to đùng luôn cô chú anh chị ạ. 3 cây to đùng luôn. Ở cây này là 3 cây rất là to, trong đó có cả cây này là cây mẹ con này, là xếp mẹ con này, nụ này. Cây này bao nhiêu cặp lá này? 2, 4, 6, 7 cặp lá luôn nhé, chú ý chị nhé. Cây này cũng rất là to. Đó, một cái phần cáo mà có cả một cái lô cây to đẹp như thế này. Xin phép em bán hình này với giá chỉ 180.000 thôi ạ. Là hình số 24 nhé. Và hình tiếp theo sẽ là hình số 23 đây ạ. Mới rề rất là xinh. Rề cáo 3 cây rất là xinh. Ở chỗ này thì gần như là nguyên bản luôn này. Khóm này như là nguyên bản luôn này. Cái lô này có tất cả là 11 cây cô chú anh chị ạ. 11 cây cáo giống xếp rất là đẹp này. Xin phép em được bán với giá chỉ 140.000 thôi cho hình này ạ. Và sang hình tiếp theo sẽ là hình 22. Cũng là những cây cáo lá xếp rất là tuyệt vời luôn nhé cô chú anh chị nhé. Cả lô này có 8 cây cáo xếp ạ. Những cây giống phải nói là mỹ mãn luôn cô chú anh chị. Bé nhỏ mà có võ luôn này. Nụ đây cô chú anh chị nhìn thấy chưa? Đó, những cây xếp thẳng này nó cực khỏe luôn cô chú anh chị ạ. Hàng bắp cây mà không bỏ lá chân rất là đẹp như thế này. Cái lô này gọi là lô 22, 8 cây nhá. Xin phép em bán với giá là 160.000. Tức là mỗi một cây có rơi vào 20.000 cho những cây cáo xếp xinh đẹp như vậy. Và sang hình tiếp theo sẽ là hình số 21 ạ. 3 cây cũng rất là to đây cô chú anh chị. Như cây này 2 cặp lá này. Cây này 2 cặp lá cô chú anh chị ạ. Và vừa, à đâu, 2 vòi bông chứ. Đây là cô chú anh chị này, 2 vòi bông luôn nhá. Đó, cây to và rất là khỏe như thế này. Và không bỏ lá chân nữa. Đây, cây này này, cũng đang nụ này. Cái lô này của em đang là có 3 cây kèm theo một cái cây nhỏ này cô chú anh chị. Kèm theo một cái cây nhỏ này và hình này. Xin phép em được bán với giá 180.000. Đó, thì cô chú anh chị chọn hình nào, ưng hình nào cô chú anh chị cứ báo em nhé. Và sang hình tiếp theo lại là một cái hình cáo mà có 3 cây rất là to. Cây này là có 3. Cây này có 2 vòi bông to đùng luôn này. Cây này cũng thế, rụt rịt luôn cô chú anh chị ạ. Xếp rụt rịt luôn. Đó, cũng có một cái vòi bông cao vút ở đây rồi, tím lịm ở đây này. Cây bên này sẽ là cây một mẹ hai con. Một mẹ hai con và cái bản lá dày cộp luôn ạ. Bản lá to và dày cộp luôn. Một hình dáng hương đuôi cáo đẹp như vậy. Và cái hình này em xin phép được bán với giá là 200.000 cho hình này nhá. Quá mê cô chú anh chị ạ. Toàn những cây to đùng luôn. Cây này thì ở trên rừng là bị không biết là cái lá con gì nó cắn lá đi một chút nhá cô chú anh chị nhá. Nhưng mà những cây như vậy thì... Và sang hình tiếp theo sẽ là cái hình số 9 này, 3 cây cô chú anh chị ạ. 3 cây cũng là 3 cây to và không bỏ lá chân. Nói chung là những cây cáo rất là khỏe cô chú anh chị, nhìn cho em là những vòi hoa của nó năm ngoái. Vòi hoa dài tít luôn cô chú anh chị này. Cây nào cây đấy khỏe và cái vòi hoa ra dài thườn thượt luôn.
dài đến 4-50 cm luôn đúng không ạ? Đây ạ, 4-50 cm luôn. Đấy, cây cáo này này cô chú anh chị. Cây này hiện tại là hai vòi bông cũng rất là dài luôn. Nhưng mà em nghĩ rằng là vận chuyển đóng gói đi cũng có thể là bị hỏng nụ ấy. À, cô chú anh chị này, hai vòi bông xanh biếc rất là đẹp như thế này. Và cái hình này xin phép em được bán nó với giá là 170.000 cô chú anh chị nhé. Gọi là hình số 19 đấy ạ. Tiếp theo sẽ là hình 18. Hình này 11, cây cáo xếp rất là xinh. Nhỏ nhưng mà có võ này cô chú anh chị nhìn này. Đó, có nụ này, nụ này, nụ rất là xanh. 18 là 11 cây xinh như vậy. Xin phép em được bán với giá là 180.000 cho hình này. Và sang hình tiếp theo sẽ là hình số 17, 3 cây. 17, 3 cây cáo xếp thẳng nhá cô chú anh chị nhá. Nụ hoa rất là đẹp luôn rồi, cây nào cũng có 3 cây cả 3 đều nụ. Cả 3 đều nụ hết và cái là cũng là hàng xếp. Hình này xin phép em bán là 170.000 và sang hình tiếp theo sẽ là hình số 16 này. Số 16 ở đây 4 cây ạ. 4 cây cáo ở đây này. Không phải 4 cây mà thành 5 cây rồi ấy. À 4 cây đúng rồi. 4 cây thôi nhá. 4 cây, cây này đang bắt đầu là mọc cây con này cô chú anh chị này. Cây này đang nhú cây con này. Trong đó có 2 1 2 3 4. Trong đó 4 cây thì thêm một cây này nữa thành 5 cây rồi và mấy cây con nữa cô chú anh chị ạ. Cả một cái lô cáo hình số 4 này xin phép em bán là 150.000. Và sang hình tiếp theo sẽ là cái hình số 15. Hình số 15 nhé cô chú anh chị nhé. Hình số 15 sẽ là 4 cây cáo xếp đẹp như vậy đấy ạ. Cô chú anh chị nhìn này, quá là tuyệt vời đúng không ạ? 4 cây cáo xếp cực xinh như thế này. Em xin phép được bán hình này với giá là 170.000 cho hình này. Và sang hình tiếp theo sẽ là hình số 14. Hình này 4 cây to khổng lồ luôn nhé cô chú anh chị nhé. 4 cây rất là to ở đây ạ. Ở cây này cái bản lá có khi phải đạt đến cả 5 cm ý cô chú anh chị. Lá rất là dày, cây này lá to khủng luôn. Mê luôn cô chú anh chị ạ, cần hoa to đùng. Vòi hoa to đùng luôn. Cây này cái bản lá rất là to, một cái hình như thế này. Xin phép em bán cái hình này với giá là 190.000 này cô chú anh chị này. Cây này 100, hình này 190.000 nhá. Rất là to cô chú anh chị ạ, cây to. Đặc biệt là cây bên dưới này lá xanh luôn mà lá của nó, bản lá của nó phải rất là to nữa. Hình này 190.000 ạ. Và bên này đây thì em muốn giới thiệu đến cô chú anh chị đó là những cái chậu lan hoàng nhạn An Ba nhé. Hay còn gọi là hoàng nhạn va. Cái dòng lan hoa vàng lưỡi trắng ạ. Hoa vàng lưỡi trắng ngắm là mê cô chú anh chị này. Những cái vẻ đẹp thuần khiết của nó. Em đang bán một cái chậu nhạn An Ba xinh đẹp như thế này với giá chỉ 110.000 thôi. Hàng chuẩn hoa như vậy nhé. Sau bên này đây sẽ là những cái giò lan hoàng dáng hương đuôi cáo, hàng đã thuần sẵn rồi. Cô chú anh chị nào mà muốn lấy cáo thuần thì cô chú anh chị có thể lựa chọn ở đây này. Đó, không muốn tự ghép thì cô chú anh chị lấy ở đây cho em. Cái chậu này cũng đang nụ rồi cô chú anh chị nhé. Hàng thuần tại Cao Bằng chắc chắn là khi mà nở hoa không làm cô chú anh chị mình thất vọng đâu ạ. Cây này cũng tại vì là nó trồng nó đúng cái vùng của nó ấy, nên là khi mà ra hoa nó thường là rất là dài cô chú anh chị ạ. À, cái cây chậu cáo này có tất cả là 5 cây và em xin phép được bán với giá là 190.000 cho chậu cáo số 30. Chậu cáo số 31 với giá là 160.000 này cô chú anh chị này, chậu nào cũng có nụ hết nhé cô chú anh chị nhé. Đây, 160.000 cho chậu này 4 cây. Và sang hình tiếp theo sẽ là hình số 32, chậu này với giá là 130.000 luôn đi. Và chậu số 33 140.000 cho chậu này. Chậu số 34 ạ. Chậu số 34 này xin phép em bán với giá cũng 140.000 luôn. Chậu số 35 ạ. 140.000 luôn cô chú anh chị này. Chậu số 36 với giá 130.000 ạ. 3 cây cô chú anh chị nhá, 130.000. Và chậu số 37 này, chậu cáo 37 với giá tiền sẽ là 100 bao nhiêu tiền nhỉ? Chậu này với giá là 200.000 cô chú anh chị nhá, có ít nhất là 3 cây có nụ. Và chậu tiếp theo sẽ là chậu số 38. Chậu số 38 này, em xin phép được bán chậu này với giá sẽ là bao nhiêu nhỉ? Chậu này với giá cũng là 180.000 nhá cô chú anh chị nhá, toàn những cây cáo xếp 190.000 đi. Chậu này là những cây cáo xếp thẳng rất là đẹp luôn. Sang bên này đây, cô chú anh chị nào muốn yêu mến những cây lan gà trắng, cô chú anh chị có thể sưu tầm cho em. Cái dòng gà trắng đảm bảo là trắng không tì vết. Đó, trắng nõn nà không tì vết chuẩn hoa như thế này. Trước đây em mua mỗi thân là không dưới 200.000 cô chú anh chị nhé. Và hiện tại thì em đang có những cây giống để giao lưu cùng cô chú anh chị và đảm bảo rằng cực kỳ là rẻ. Hoa này cô chú anh chị nào đã từng thưởng thức hoa chắc chắn đều có một cái cảm nhận mà không khác gì em đâu ạ. Là mùi hương cực kỳ là thơm cô chú anh chị ạ. Đây, mùi hương rất là thơm, nó không có giống với cả những cây gà khác đâu ạ.
Và chắc chắn rằng cô chú anh chị nhân giống trong cái thời gian rất là ngắn thôi cũng có thể được cái giò lan rất là đẹp. Đây nhá cô chú anh chị nhá. Cái chậu gà mà em mua cách đây 1 năm với một cây mẹ hai mầm gốc như thế này này. Một cây mẹ hai mầm gốc nhá, em mua 300 nghìn đấy ạ. Không rẻ đâu cô chú anh chị ạ, em mua năm ngoái luôn cô chú anh chị nhá, 300 nghìn mua năm ngoái luôn ạ. Đó, đây, giá 300 nhá, chậu 300 nhá cô chú anh chị nhá. Đấy là một cây mẹ hai mầm gốc như thế này thôi. Và cô chú anh chị cùng em ngắm chậu năm nay hiện tại của nhà em đây ạ. Nó như thế này, tất cả rơi đến 5-6 thân rồi đúng không ạ? Cũng xứng đáng đúng không? Thì hiện tại em đang có những cái chậu này này, chắc chắn rằng nhiều thân như thế này thì sang năm cô chú anh chị, chậu của cô chú anh chị thời điểm bây giờ nó phải đẹp hơn rất là nhiều. Cái chậu này em đang bán cái chậu này với giá chỉ có bao nhiêu nhỉ? 130.000 thôi. Chậu này có 3-4 mầm tơ luôn, thân tơ luôn cô chú anh chị nhé. Và sang hình tiếp theo sẽ là chậu số 40, cái chậu này thân mập nú luôn. Có cả ki trên thân luôn, em bán cái giò này với giá là 170.000. Giá chưa bằng 1/2 cái hàng mà trước đây em mua. Một thân trước đây em mua chậu này với giá 130.000. Hai thân mẹ hai mầm gốc. Chậu số 42, chậu này với giá là 130.000. Chậu số 43, 120.000. Đó, với số tiền có hơn 100.000 một xíu để cô chú anh chị mình có thể sở hữu ngay những chậu lan rất là đẹp đúng không ạ? Sau bên này đây sẽ là những cái giò phi điệp vàng này cô chú anh chị này. 60 phi điệp vàng chuẩn bị đến mùa hoa tuyệt vời của nó rồi đây cô chú anh chị. Chuẩn bị mùa hoa tháng 8 của nó rồi. Giò này em xin phép được bán với giá là 110.000. Và hình số 59 với giá là 110.000. Và hình số 58 cũng với giá 110.000 luôn này cô chú anh chị này. 110.000 luôn, thân rất là dài nhá. Một cái chậu cầm báo duy nhất 57 với giá chỉ có 80.000 ạ. Và dáng hương tam bảo sắc cô chú anh chị, một mùa hoa với bản thân em mà không được thưởng thức mùi hương tam bảo sắc chắc chắn là sẽ thấy cả một năm tiếc nuối luôn. Hàng đang nụ nhá cô chú anh chị nhá. Chậu này có những thân đang nụ rất là đẹp. Xin phép em trả bán cả giò này với giá chỉ 120.000 thôi. Gọi là cái hình số 55 ạ. Hình số 54 này. Hình số 54 này cũng rất là mỡ màng và rất là đẹp như thế này đấy ạ. Giò này em đang bán với giá là 110.000. Và hình bên này sẽ là hình số 53 với giá là 100.000. Và sang bên này đây sẽ là, à đây em còn có hai trụ cáo cô chú anh chị ạ. Cái trụ cáo này gọi là trụ số 1 nhá cô chú anh chị nhá. Trụ này có đến 8 vòi bông, 8-9 vòi bông gì đấy. Cái trụ cực kỳ là tuyệt vời như vậy. Em xin phép được bán trụ này với giá là 600.000 cô chú anh chị nào về chơi tác phẩm ạ. Và bên này đây sẽ là cái trụ cáo số 2. Cái trụ này có tất cả là cũng 8 cây và rất là nhiều nụ. Em xin phép bán trụ này với giá 250.000 nhá. Sang bên này đây sẽ là cái hoàng nhạn hình 51. À, đây sẽ là những cái chậu, một chậu, không phải hoàng nhạn. Đây mới là hoàng nhạn này. Cái cây đây bên này mới là cây hoàng nhạn này. Hoàng nhạn tháng 4. Chậu hoàng nhạn tháng 4 này 120.000 này, gọi là chậu 44, 45 với giá cũng 100, chậu này 130.000. Và chậu số 46 với giá chỉ có 90.000 này cô chú anh chị này, cây đang nụ luôn, có hai cây đang nụ luôn nhé. Và chậu số 47 là những cây bạch nhạn cô chú anh chị ạ. Bạch nhạn cho ai yêu thích hoa màu trắng đây. Chậu bạch nhạn này 110.000 và chậu 48 cũng là bạch nhạn nhé. Giá là 110.000, cây này lá mít tròn vo luôn cô chú anh chị ạ. Cây này lá mít tròn vo luôn, cô chú anh chị về có thể tách riêng ra cũng được. Và sang hình tiếp theo là hình 49 này, cái chậu này với giá cũng 100. Giò này là 120.000 nhá, cây lá thân lá rất là đẹp. Và chậu tiếp theo sẽ là chậu số 50, cũng là 120.000 cho cây bạch nhạn này. Và 51 với giá cũng là 110.000. Và bên này đây thì em đang có mật ong cô chú anh chị ạ. Mật ong nguyên tổ luôn, em có cả hàng nguyên tổ luôn nhá cô chú anh chị nhá. Đây này cô chú anh chị này, nguyên tổ trên rừng về như thế này này cô chú anh chị. Đó, và em xin phép được bán giá của hàng mật ong này với giá tiền là chỉ có 220.000 trong 1kg thôi. 220.000 trong 1kg thôi cô chú anh chị nhá. Bảo hành là hàng cực kỳ là chuẩn như thế này, thơm ngon đến giọt cuối cùng luôn. 220.000 trong 1kg, mở ra là thơm nức luôn cô chú anh chị ạ. Những cái giọt mật ong trong vắt và vàng ươm rất là tuyệt vời như thế này, thơm nức cô chú anh chị ạ. Trong bên này đây thì em đang có những chế phẩm vật tư dành cho hoa lan, vỏ thông đủ size 1, 2, 3, 4, vỏ thông vụn đồng giá 2.000 trong kg, rêu rừng cực kỳ là đẹp, không làm cô chú anh chị mình thất vọng, khô sạch sẽ luôn. Với giá em đang bán là 50.000 trong kg dớn vụn, 40.000 trong kg dớn bảng, kích cỡ là 20-30 với giá 18.000. Duy xanh 50.000, duy hùng nguyễn 25.000 trong một lọ, 5.000 trong một cặp nhé. Dưỡng chất AB Super Thái hormone tăng trưởng 50.000 trong một lọ, Atonic 12.000 trong một gói, B1 Thái 40.000, B12 giải độc cho cây 30.000 trong một lọ, liền da mỹ tiến 40,
Điền da sẹo đen là 50.000 và siêu da dễ N3M với giá 30.000 cho một lọ. Ba loại phân bón thông minh tăng trọng có kiểm soát đồng giá 30.000, ba loại phân bón lá đồng giá 35.000, cáp tan đặc trị thối nhũn 40.000 cho một lọ. Kinkinbun cũng là đặc trị thối nhũn 25.000 một gói, Chichodema phân bón vi sinh kháng nấm 15.000 một túi. Phân bón trùn quế nguyên chất dòng cao cấp 35.000 một túi ạ. Và phân bón dinh dưỡng hữu cơ vi sinh làm từ dịch chuối, phân châu, đỗ tương. Đã ủ men vi sinh ủ kháng nấm trong vòng trên 2 tháng, sản phẩm 35.000 một túi. Phân dê đã qua xử lý này, em đang bán với giá 18.000 một kg. Tinh dầu hồi của vùng Cao Bằng 100% chiết xuất từ những cánh hoa hồi tự nhiên của vùng Cao Bằng nhé. Có dạng treo, dạng lăn, dạng nhỏ giọt ạ. Và một lọ tinh dầu hồi như vậy em xin phép được bán với giá là 30.000. 40.000 cho một lọ nhé. Rồi em vừa giới thiệu đến cô chú anh chị tất cả những cái mặt hàng hôm nay bên em đang có. Cảm ơn cô chú anh chị đã theo dõi. Xin phép em dừng clip ạ.